Xin chào chị Hiên và tất cả mọi người. Mình tên là Phương Anh, mình đang là học sinh của lớp 12A2 trường Trung học phổ thông Lưu Hoàng. Thì sáng nay mình có tham gia vào một buổi học trong chiến dịch dậy sớm học văn sang nghe tám câu cùng với chị Hiên. Thì nhiệm vụ hôm nay chị Hiên có giao cho bọn mình là phân tích tám câu thơ gần cuối trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Thì sau đây là bài văn của mình. Nếu có gì sai sót thì mong các bạn bỏ qua nha. Chiến tranh, người lính là một đề tài lớn trong thơ ca cách mạng Việt Nam. Nó đánh dấu từng chặng đường, từng cột mốc lịch sử của đất nước trong các cuộc kháng chiến. Nó không chỉ tái hiện lên hiện thực chiến tranh ác liệt, mà nó còn dựng lên những hình tượng đẹp đẽ nhất về những người lính. Trong đó có Quang Dũng, qua bài thơ Tây Tiến, đã dựng lên một hình tượng, một tượng đài vĩ đại về người lính cách mạng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là bức tượng đài mà tác giả xây dựng lên dành cho những người chiến sĩ yêu nước đã ngã xuống trong những năm tháng gian khổ đó. Nó được thể hiện qua tám câu thơ. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm, giải rác biên cương mồ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành. Trong hai câu thơ đầu, tác giả miêu tả về đoàn binh Tây Tiến là một đoàn binh không mọc tóc, đoàn binh da xanh, cho thấy được cuộc sống gian khổ mà người lính phải chịu đựng là những cơn sốt rét rừng làm cho tóc của họ không thể mọc được, mà cũng chính vì những cơn sốt rét rừng đó mà làm da họ xanh như màu của lá cây. Mặc dù khó khăn, gian khổ là như vậy, nhưng tinh thần của họ lại cho thấy họ là những chiến binh anh hùng. Không mọc tóc, lại đi cùng đoàn, da xanh đi với giữ oai hùng, cho thấy sức mạnh, làm chủ thiên nhiên, làm chủ đất trời, mang lại một cái sức mạnh như chúa tể sơn lâm. Hình ảnh những người lính Tây Tiến được nhà thơ Quang Dũng làm sáng tỏ hơn qua hai câu tiếp theo. Hai câu được coi là hay nhất trong bài thơ. Mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Nói nó hay quả là không sai, bởi vì nó bao trọn cả hai thời gian ngày lẫn đêm. Ban ngày, những người lính Tây Tiến luôn giữ ánh mắt chừng qua bên kia biên giới với kẻ thù để thể hiện ý chí quyết tâm đánh giặc. Thế mà khi màn đêm buông xuống, những khoảng thời gian nghỉ ngơi cũng là lúc họ nhớ về những hình bóng giai nhân mà mang theo hai giấc mộng của người đàn ông, của chí làm trai, đó là mộng chinh phụ và mộng giai nhân. Nếu như ở bốn câu đầu, người lính Tây Tiến hiện ra trong khí thế hào hùng với một thế giới tâm hồn hết sức lãng mạn, thì trong bốn câu tiếp theo, người lính Tây Tiến lại được tác giả khắc họa bằng những nét nổi bật về sự hy sinh của họ. Giải rác biên cương mồ viễn xứ trong câu thơ trên là hình ảnh những người lính, những người chiến binh Tây Bắc ngã xuống trong trận chiến đấu. Biết bao yêu thương, niềm thương xót của tác giả với những người đồng đội của mình. Họ đã hy sinh thân mình và tinh thần quốc tử cho tổ quốc quyết sinh. Với câu chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, tác giả đã khắc họa hình ảnh sông Đà. Nó gầm lên những tiếng thét giống như bài điếu, mang tầm vóc thiên nhiên, vũ trụ để bày tỏ sự nuối tiếc của mình trước sự ra đi của những người lính đoàn binh Tây Tiến. Bức tượng này đã được tác giả Quang Dũng khắc họa bằng tất cả những tình yêu của mình với đồng đội. Bức tượng đã cất lên những bài ca, ca ngợi của tác giả và đất nước đối với những con người anh hùng. Thì vừa rồi là bài văn của em. Thì có gì sai sót mong chị Hiên và các bạn có thể cho nhận xét.